quý vị và các bạn, sau 2 tháng đào móng nhưng vẫn chưa thể tiến hành xây nhà do chưa phân định được mốc giới với hàng xóm. Đây là nội dung đơn thư của gia đình ông Đàm Văn Dũng ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ gửi tới Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhóm phóng viên thời sự đã về địa phương tìm hiểu sự việc. Đây là khuôn viên khu đất đã được đào, chuẩn bị làm móng xây nhà của gia đình ông Đàm Văn Dũng. Ông Dũng cho biết, móng được đào từ ngày 31 tháng 3, nhưng đến nay vẫn chưa thể tiến hành thi công tiếp. Nguyên nhân là do gia đình ông Thành Lan ở Giáp Xanh có đơn đề nghị xác định lại mốc giới do nhà ông Thành có hai cạnh tiếp giáp với đất nhà ông Dũng. Ông Thành cho rằng nhà ông vẫn còn dư 30cm đất nằm dọc ở cạnh phía Tây. Tuy nhiên, sau khi tiến hành đào móng, nhà ông Dũng lại phát hiện móng nhà ông Thành đã xây đè lên móng cũ nhà ông Dũng khoảng 20cm. Vì thế, ngày 13 tháng 4, gia đình ông Dũng đã làm đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Phú xác định lại mốc giới giữa hai gia đình để thi công tiếp. Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành hòa giải hai lần nhưng không thành. Đến ngày 4 tháng 5, gia đình ông Dũng lại tiếp tục gửi đơn đề nghị, nhưng đến nay, Ủy ban nhân dân xã vẫn chưa tiến hành xác định mốc giới cho gia đình ông. Mong muốn là xác định là cho em đúng mốc giới ở trong sổ nhà em có bao nhiêu mét tấc để em xây dựng. Quan điểm mà để mà giải quyết cái việc mà mốc giới thì cái này một góc nhà nhà anh Thành anh đã phạm vào cái phạm vi đất của nhà anh Dũng. Đấy thì cũng cái này cũng khó cho địa phương. Chúng tôi tiếp tục là mời hai gia đình lên để làm công tác hòa giải một bước nữa. Nếu không có những biện pháp giải quyết sớm, kịp thời, thì những sự việc như thế này rất dễ dẫn đến mâu thuẫn lớn, thậm chí gây mất trật tự an toàn xã hội. Rất mong chính quyền xã Yên Phú có biện pháp tích cực, hợp lý, sớm xác định mốc giới cho người dân. Bên cạnh đó, rất cần có sự hợp tác tích cực từ phía hai gia đình.